Liên Hợp Quốc yêu cầu Nga rút quân vô điều kiện khỏi Ukraine. Ukraine tung video tập kích trung tâm thử nghiệm tên lửa chiến lược của Nga. Quân đội Nga tuyên bố tuyển mộ hơn 1.000 binh sĩ mỗi ngày. Tổng thống Biden tiết lộ kế hoạch ở Gaza hậu xung đột. Mỹ, Hàn Quốc ký kết thỏa thuận răn đe hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Ngày 11 tháng 7, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Nga khẩn trương rút quân đội và các nhân viên không được phép khác khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine và trả lại nhà máy này cho chính quyền Ukraine kiểm soát hoàn toàn. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết với 99 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 60 phiếu trắng. Nghị quyết trên cũng kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công của Liên bang Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine, vốn làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc sự cố hạt nhân tại tất cả các cơ sở hạt nhân của Ukraine. Nghị quyết được thông qua vào ngày 11 tháng 7, một lần nữa yêu cầu Nga ngay lập tức chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine và rút toàn bộ lực lượng quân sự vô điều kiện. Nghị quyết nêu rõ, cho đến khi Nga trả lại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga cung cấp cho phái đoàn hỗ trợ cho Zaporizhia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA khả năng tiếp cận kịp thời và đầy đủ tất cả các khu vực quan trọng tại nhà máy liên quan tới an toàn và an ninh hạt nhân để IAEA báo cáo được đầy đủ về tình hình an toàn và an ninh hạt nhân tại cơ sở. Trước cuộc bỏ phiếu, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergei Kislytsia cho rằng nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã được xem là một phần không thể thiếu trong chiến lược quân sự của Nga và cảnh báo hậu quả của một sự cố ở đó sẽ rất thảm khốc. Ông Kislytsia cho biết bụi phóng xạ có thể di chuyển rất xa và ảnh hưởng đến các khu vực cách xa địa điểm xảy ra vụ việc. Ông nói, bức xạ là không có biên giới. Ông kêu gọi tất cả các quốc gia bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết và nhấn mạnh, chúng ta nợ điều này với các thế hệ tương lai. Chúng ta phải đảm bảo rằng nỗi kinh hoàng của thảm họa hạt nhân sẽ không lặp lại. Tuy nhiên, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trước cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky cho rằng dự thảo nghị quyết này là có hại, bị chính trị hóa nặng nề và không liên quan tới an toàn hạt nhân. Ông cáo buộc Ukraine là mối đe dọa thực sự đối với an toàn và an ninh hạt nhân khi thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên và liều lĩnh vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cơ sở hạ tầng liên quan và thành phố lân cận, nơi nhân viên nhà máy và gia đình họ sinh sống. Nhà máy Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nga đã kiểm soát nhà máy này ngay sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Vài ngày trước, trang tin của Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái UAV phát nổ trên tòa nhà lắp ráp và thử nghiệm của Trung tâm Thử nghiệm Tên lửa Chiến lược tại quận Aktubin, tỉnh Astrakhan của Nga. Video cho thấy khói đen bốc lên từ nóc tòa nhà. Sau đó là tiếng nổ lớn và đám lửa bùng lên phía trên công trình, song không rõ thiệt hại cụ thể. Kênh Telegram Astra cho biết, 9 UAV tấn công khu vực thuộc quản lý của đơn vị số 15644 gần Znamen, nơi quân đội Nga đặt thao trường Kapustinya. Hai chiếc khác lao vào vị trí của đơn vị số 15650. UAV được dùng trong vụ tập kích là mẫu UZ-26 Beaver của Ukraine, không rõ thiệt hại về thiết bị và nhân lực của quân đội Nga tại các địa điểm bị tấn công. Trước đó một ngày, lãnh đạo quận Aktubinsky Vladimir Mikhev thông báo Ukraine đã dùng hơn 20 UAV tấn công nhiều cơ sở tại đây. Nhiều chiếc bị người dân địa phương phát hiện và báo cho chính quyền. Ông Mikhev khẳng định các đơn vị vũ trang Nga tại Aktubinsky đã đẩy lùi thành công đợt tập kích, không có thương vong hay thiệt hại tài sản trong vụ tấn công. Thao trường Kapustinya hoạt động ngay sau Thế chiến II, loại tên lửa đầu tiên được thử tại đây là mẫu V-2 của Đức. Kể từ đó, thao trường Kapustinya chuyên thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, tên lửa hành trình và vũ khí chống vệ tinh. Đòn tập kích được cho là nỗ lực tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào hạ tầng chiến lược của Nga. Ukraine có thể cho rằng Nga đang phát triển vũ khí tầm xa tại đây. Tháng trước, quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATAK do Mỹ chế tạo vào trạm liên lạc không gian
NIP-16 của Nga tại bán đảo Crimea. Hồi tháng 4 năm nay, Ukraine đã tấn công trạm radar cảnh báo sớm ở tây nam nước Nga, khiến cơ sở này chịu một số thiệt hại. Ngày 12 tháng 7, trong một tuyên bố trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trung bình mỗi ngày quân đội nước này tuyển mộ thêm hơn 1.000 binh sĩ hợp đồng kể từ đầu năm cho đến nay. Từ năm 2022, sau khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cũng thực hiện việc tuyển binh sĩ hợp đồng trên diện rộng. Trong 6 tháng đầu năm, con số này đã lên đến gần 200.000 người. Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện có khoảng 700.000 binh sĩ nước này đang được triển khai tại Ukraine. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phương Tây nhiều lần đưa ra tuyên bố Nga đang lên kế hoạch cho đợt tổng động viên một phần thứ hai. Đợt đầu tiên diễn ra vào tháng 9 năm 2022. Phát biểu tại một sự kiện ở Saint Petersburg vào tháng trước, Tổng thống Putin nhấn mạnh Moscow không cần phải huy động thêm binh sĩ nghĩa vụ. Cũng theo Tổng thống Putin, quân đội Nga đã giải phóng 47 khu định cư và hơn 880 km vuông đất kể từ đầu năm, dần dần đẩy lùi đối phương ra khỏi vùng Donbass. Tuy nhiên, Nga cũng sửa đổi về luật nghĩa vụ quân sự vào tháng 3 năm nay. Theo quy định mới, công dân từ 18 tới 30 tuổi phải có trách nhiệm tham gia nghĩa vụ quân sự. Những người đủ 27 tuổi trước cuối năm 2023, cũng như những người đã 28 hoặc 29 tuổi cùng thời điểm sẽ không thuộc diện gọi nhập ngũ. Họ sẽ được chuyển sang ngạch dự bị động viên. Trong khi đó, quân đội Ukraine đang phải vật lộn để bổ sung quân số sau cuộc phản công năm 2023 thất bại và giao tranh dữ dội ở Donbass năm nay. Trong tháng 4 năm nay, Ukraine đã hạ độ tuổi nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25, trao thêm quyền cho các sĩ quan tuyển quân và tăng hình phạt cho những người trốn nghĩa vụ quân sự. Các quan chức Ukraine cũng phàn nàn việc phương Tây chậm giao vũ khí cũng dẫn đến nhiều thương vong hơn cho quân đội nước này. Liên quan đến tình hình tại khu vực Trung Đông, ngày 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra những nhận xét về nội các chiến tranh của Israel, đồng thời chia sẻ về kế hoạch ở giải Gaza sau khi xung đột chấm dứt. Ông Biden cho biết, có rất nhiều điều mà khi nhìn lại, tôi ước gì mình có thể thuyết phục chính phủ Israel thực hiện. Chúng tôi đã thúc đẩy các nỗ lực viện trợ nhân đạo, nhưng Tel Aviv lại ít hợp tác hơn trước. Tôi luôn ủng hộ Israel, nhưng nội các chiến tranh của ông Netanyahu là một trong những nội các bảo thủ nhất. Trong bình luận của mình, ông chủ Nhà Trắng cũng tỏ ra thất vọng vì kế hoạch xây cảng nổi để vận chuyển hàng cứu trợ không thành công như mong đợi. Cầu cảng nổi của Mỹ ở Gaza sẽ sớm bị gỡ bỏ do không thể duy trì hoạt động trong tình trạng thời tiết xấu. Khi được hỏi về tương lai của Gaza sau khi xung đột kết thúc, ông Biden trả lời rằng giải pháp hai nhà nước là phương án duy nhất. Ông Biden chia sẻ, chúng tôi sẽ thúc đẩy một tiến trình dẫn đến giải pháp hai nhà nước và các quốc gia Ả Rập sẽ giúp đảm bảo an ninh trong thời kỳ quá độ. Họ có thể giữ gìn hòa bình ở Gaza mà không cần lực lượng Israel. Cũng theo Tổng thống Mỹ, việc kết thúc chiến dịch quân sự ở Gaza không đồng nghĩa với việc Israel không thể tiếp tục chiến dịch truy lùng các chỉ huy Hamas. Ông Biden nói thêm, đã đến lúc kết thúc cuộc xung đột, nhưng chúng ta vẫn sẽ truy lùng thủ lĩnh Sinwar và các quan chức Hamas. Đừng phạm phải sai lầm tương tự Mỹ khi truy bắt chùm khủng bố Bin Laden. Israel không cần giành quyền kiểm soát khu vực nào cả. Hãy tập trung vào những nhân vật đầu sỏ. Chúng tôi sẽ giúp các bạn. Ngày 11 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ký kết quy tắc mở rộng năng lực răn đe tại bán đảo Triều Tiên, bao gồm năng lực hạt nhân. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã phê chuẩn bộ quy tắc hướng dẫn việc thiết lập hệ thống đầy đủ năng lực răn đe đối với bán đảo Triều Tiên nhằm ứng phó các mối đe dọa hạt nhân và quân sự từ Bình Nhưỡng. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo cho hay, bộ quy tắc này chính thức hóa việc triển khai tài sản hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc và xung quanh bán đảo Triều Tiên với mục đích ngăn chặn cũng như đáp trả các vụ tấn công hạt nhân tiềm tàng từ Bình Nhưỡng. Ông Kim Tae-hyo nói, điều đó có nghĩa là vũ khí hạt nhân của Mỹ đặc biệt được giao thực hiện nhiệm vụ trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra tuyên bố chung bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ chống lại mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Tuyên bố nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc tái khẳng định cam kết trong tuyên bố Mỹ-Hàn ở Washington, nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên nhằm vào Hàn Quốc sẽ gặp phải phản ứng nhanh chóng, áp đảo và quyết đoán. Triều Tiên công khai thúc đẩy chính sách vũ khí hạt nhân của mình bằng cách hệ thống hóa việc sử dụng chúng trong trường hợp nhận thấy mối đe dọa đối với lãnh thổ và ghi nhận sự tiến bộ về khả năng vũ khí hạt nhân trong hiến pháp. Đầu năm 2024,
Triều Tiên chỉ định Hàn Quốc là đối thủ chính và tuyên bố xóa sổ nước láng giềng vì thông đồng với Mỹ để tiến hành các cuộc chiến chống lại nước này. Cả Seoul và Washington đều phủ nhận bất kỳ ý định gây hấn nào chống lại Bình Nhưỡng, nhưng cho rằng họ đã chuẩn bị đầy đủ để chống lại bất kỳ hành động gây hấn nào của Triều Tiên và tăng cường tập trận quân sự chung trong những tháng gần đây. Ông Jun tái khẳng định sự ủng hộ của Hàn Quốc đối với Ukraine, cam kết tăng gấp đôi khoản đóng góp của nước này cho quỹ ủy thác của NATO từ mức 12 triệu đô la Mỹ mà nước này đã cung cấp vào năm 2024. NATO cho biết quỹ này cho phép hỗ trợ quân sự không gây sát thương trong thời gian ngắn và hỗ trợ xây dựng năng lực dài hạn.